Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thể hiện bài hát Nơi này có anh của Sơn Tùng M-TP. Bài hát này thì mình sẽ đánh với ukulele và là do mình đã học được từ một chị ở trên YouTube. Mình xin phép được bắt đầu. Trước tiên là lấy tông rồi đã. Ok. Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chưa vương. Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương.